bà ngoại để bác oanh trước, xong rồi phải để mẹ Linh trước à? Vâng ạ. Xong rồi Đức yêu mẹ Linh, xong rồi làm cưới to à mẹ? Vâng. Xong rồi lại ông bà ngoại, xong rồi vào nhà ông bà nội à? Vâng. Thế ông bà ngoại làm gì? Lại ông bà ngoại đón cô dâu đúng không? Cô dâu nào? Cô dâu mẹ Linh ấy. Vâng. Xong nào nữa? Xong rồi Linh vào nhà ông bà nội, xong rồi lên tầng cắt hương các cụ. À, đúng rồi, thằng nào nữa? Xong rồi ông ấy để ra ai? Chưa hầu trước, xong rồi xoài để ra sau. Vâng, thằng nào nữa? Thế nào đây nhỉ? Xong rồi một Đức nuôi chưa hầu lúc nào lớn thì để xoài ra. Đúng rồi. Chưa hầu trông em xoài. Vâng, nào nữa? Trông thế nào nữa nhỉ? Trông là chị em lớn đến Tết này. Phải đến Tết để đi ra ngủ. Xong rồi, đi biển này. À, đúng rồi, đi biển. Đi biển chơi này, đi thang máy này. Đi gì nữa nhỉ? Đi gì bay lên trời ấy nhỉ? Xe buýt này. Con thích đi máy bay đấy không? Cá. Nào, xài lớn thì nhà mình lại đi tiếp nhá. Ok. Ok.